Kính chào quý anh chị và các bạn đang đến với chương trình tổng kết giao dịch và nhận định cho phiên tiếp theo. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021, thì trong chương trình tổng kết vào cuối mỗi phiên thì chúng ta sẽ điểm qua các cái nội dung. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ đánh giá tổng kết lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay ngày mùng 3 tháng 11 và tiếp theo là các cái cổ phiếu tiêu biểu ở trên sàn ngày hôm nay. Thứ ba đó là các cái tin tức ảnh hưởng tới thị trường và cũng như sẽ đưa ra các cái nhận định cho cái thị trường của ngày mùng 4 tháng 11 và cuối cùng đó là các cái nhóm cổ phiếu mà các anh chị có thể quan tâm được, và đây là những cái cổ phiếu mà ITP đã khuyến nghị các chị mở mua trong cái ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta đi vào tình hình VN Index ngày hôm nay đã có một cái sắc đỏ và có thể nói là một phiên giảm điểm mà tiếp theo sau phiên đầu tuần hôm phiên thứ hai, và đi kèm với ngày hôm nay là một cái thanh khoản rất là lớn. Chúng ta thấy hôm nay thanh khoản VN Index tiếp tục lập lại một cái đỉnh lịch sử trong cả 18 năm, trong cả 19 năm của thị trường chứng khoán, đó là vươn lên cái vùng 43,2 ngàn tỷ trong cái phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên điểm mà trừ đấy là đi kèm với cái thanh khoản thì chúng ta lại tiếp tục đón nhận một cây nến đỏ. Đấy, tiếp tục đón nhận một cây nến đỏ, đấy là những cái dấu hiệu của một cái phiên phân phối, và cái việc phân phối này thì cũng đã được nhắc nhở các anh chị trong cái bản tin của chiều ngày thứ hai. Và hôm nay thị trường của chúng ta lại tiếp tục chứng kiến một phiên hết sức là kỷ lục, 52.000 tỷ, hơn 52.000 tỷ các anh chị, và đấy là những cái điều hết sức là đáng mừng cho một cái thị trường của chúng ta tiếp tục lại vươn lên những cái vùng đỉnh cao mới, những cái ngưỡng mới, và hy vọng trong cái thời gian sắp tới thị trường của chúng ta còn sẽ đạt được những cái kết quả giao dịch và những cái thanh khoản giao dịch còn cao hơn nữa. Với cái thanh khoản càng ngày càng cao thì cái sự minh bạch và cái các cái hoạt động của tại các cái doanh nghiệp nó cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn, bớt đi được những cái phần đầu cơ hay là những cái mang tính chất bán giấy. Và ở đây thì ngày hôm nay là Thái Lê đánh giá cái việc mà VN30 của chúng ta giữ được một cái sắc xanh, tức là dòng tiền đã có việc luân chuyển từ các nhóm Mincap và hay Penny chuyển động sang đối với cái nhóm ngành Blue. Đấy là một trong những cái yếu tố có thể nói là tích cực cho chung và dài hạn, tích cực cho chung và dài hạn. Thay vì trong cái thời gian vừa qua hoàn toàn cái sự nỗ lực vươn lên của VN Index nằm ở cái nhóm Mincap và Penny, thì và trong khi đó thì cái nhóm Blue của chúng ta thì khá là đi ngang khá là nhiều, và còn có những cái phiên như thứ hai nhóm Blue còn bị bán tháo rất là mạnh. Thì ngày hôm nay cái sự tích cực nhất đó là đến từ cái nhóm VN30, dòng tiền đã chuyển sang đối với cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Và rõ ràng thì ngày hôm nay đó chính là cái nhóm ngân hàng sau một thời gian ngủ đông rất là dài. Ở đây trên cái việc mà dòng tiền thì cái phân hóa số lượng cổ phiếu ngày hôm nay đối với nhóm cổ phiếu giảm điểm thì chiếm khá là lớn, 328 cổ phiếu giảm điểm trên 144 cổ phiếu tăng. Nghĩa là một cái tỷ lệ gấp 2 lần so với là cái cổ phiếu tăng. Đấy là một cái dấu hiệu dành cho cái sự rủi ro của đa số của các anh chị nhà đầu tư. Có thể là đây là một cái nhóm nhà đầu tư mà trong cái thời gian vừa qua hầu hết chúng ta đều đã có những cái lợi nhuận ở nằm ở các cái nhóm cổ phiếu Mincap hoặc là Penny, thì hôm nay có cái dấu hiệu là chốt lời. Ở đây trên cái mặt bằng chung thì chúng ta có thể thấy là nhóm bán mạnh tập trung ngày hôm nay chính là nhóm ngành bất động sản. Tất cả nhóm ngành bất động sản và gần như là các nhóm mà đã tăng trưởng khá là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa rồi, hay là các nhóm cổ phiếu hưởng lợi của đầu tư công, trực tiếp của đầu tư công liên quan đến cả Sherlock hôm nay cũng bán rất là mạnh, và cái lực bán rơi vào cái phiên sáng thì chúng ta thấy hôm nay đã phiên sáng đã có những cái phiên giao dịch cũng hết sức là mạnh mẽ rồi. Và đến cái phiên chiều thì bắt đầu cái lực bán vào nửa cuối chiều lại còn cao hơn, còn căng hơn nữa, và dẫn tới cái khi mà ATC, cái lực bán, chất bán ATC rất là nhiều, gần như rất là nhiều anh chị nhà đầu tư đã khá là hoảng loạn vào cái nhịp mà cuối phiên chiều ngày hôm nay cũng đặt cái lệnh MP để bán tháo cái cổ phiếu. Đấy là một trong những cái vấn đề mà cũng đã ảnh hưởng tới một số các anh chị nhà đầu tư. Nhưng mà cái việc này cũng dẫn tới nhiều công ty chứng khoán chiều hôm nay cũng có hiện tượng bị nghẽn hoặc là bị đơ, nếu các chị để ý.
với một cái thanh khoản nó cũng cao hơn đột biến, và cái lực bán mà đặc biệt là lực bán MP mà chất rất là lớn, thì rõ ràng là cái khả năng nằm sàn của các cổ phiếu rất là cao. Còn ở cái chiều tăng thì gần như hôm nay trong 8 mã thì có đến 7 mã là nhóm ngân hàng đã kéo đỡ cho chỉ số VN Index tránh một cái phiên là giảm điểm mạnh. Nếu mà ngày hôm nay chắc không có cái nhóm ngành ngân hàng đóng góp vào thì cái sự giảm điểm của cái nhóm của VN Index của chúng ta sẽ là một cái phiên phân phối khá là rõ ràng. Và ở đây thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái cổ phiếu tăng điểm nằm ở ngân hàng. Thì một lát nữa thì Thái Lê sẽ phân tích cụ thể hơn đối với nhóm này. Đơn lẻ ở đây đóng góp còn có là cổ phiếu Sacombank, nhóm ngành bia rượu thực phẩm, bia rượu giải khát cũng ngày hôm nay đóng góp vào cái tăng cho VN Index. Với 64 mã sàn trên OC ngày hôm nay thực sự là một ngày khá là mệt mỏi và căng thẳng đối với các anh chị nhà đầu tư nắm giữ các cái cổ phiếu mid cap và các cái cổ phiếu liên quan đến cái nhóm ngành bất động sản hay là đầu tư công. Thì trong một lát nữa thì Thái Lê sẽ phân tích sẽ cụ thể hơn đối với cái nhóm ngành liên quan đến bất động sản. Ở đây thì trên cái phân bổ dòng tiền, chúng ta có thể thấy là dòng tiền hôm nay đổ chuyển sang đối với nhóm ngành ngân hàng gần như full kín. Và hôm nay trên sàn thì chúng ta thấy không có một cái cổ phiếu nào là giảm điểm đối với nhóm ngành ngân hàng, tất cả đều giữ sắc xanh. Đấy là một trong những cái chúc mừng cho tới các anh chị cổ đông ngân hàng đã phải kìm hãm, đã phải nắm giữ nhóm ngành ngân hàng này khá là lâu. Và đối với cái nhóm ngành khác như là bất động sản, ngày hôm nay dòng tiền thoát ra ngoài đến tận gần 13.000 tỷ, một cái lực bán gần 13.000 tỷ đối với cái nhóm ngành bất động sản. Bên cạnh đó thì nhóm ngành công nghiệp ngày hôm nay cũng bán khá là mạnh, trong này thì có liên quan đến cả các cái nhóm liên quan đến xây lắp đầu cơ ở cái nhóm ngành công nghiệp đang được xếp ở đây. Và có lẽ cái chart đồ thị này các chị nếu mà theo dõi cái bản tin vào hàng chiều của ITP trong thời gian gần đây của từ Thái Lê đã phân tích, thì cái ngưỡng cản quan trọng ở 24.8 mà chúng ta vừa nhắc ngày hôm qua thì ngày hôm nay đã có một cái sự bứt phá. Và các chị lưu ý nhá, đây là một cái ngưỡng cản mà nó đã nằm chìm ở đây từ giữa tháng 7. Từ giữa tháng 7 và đây là tính đến thời điểm hiện nay là 3,5 tháng rồi các chị nhà đầu tư. Đối với nhóm ngành ngân hàng chắc ngày hôm nay chúng ta mới có được trở lại được cái niềm vui. Do vậy nên là trong cái phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là khi mà bứt phá được cái ngưỡng cản, ở 25 này, thì đây là một cái điều hết sức là tích cực đối với nhóm ngành ngân hàng. Và Thái Lê đánh giá trong cái thời gian sắp tới nhóm ngành ngân hàng có thể tạo ra những cái sự rung lắc đến khi mà gặp cản ở quanh cái vùng giá 26.000. Đây là một cái chỉ số của nhóm ngành nhá. Rung lắc ở trong cái tuy vùng này, nhưng mà nó sẽ có thể muộn nhất là khoảng tầm giữa tuần sau là ngân hàng nó sẽ tiếp tục là có những sự bùng nổ. Do vậy nên là cái thời điểm hiện nay có thể nói là nhóm ngành ngân hàng là một cái nhóm bắt đầu đứng tiếp tục một vai trò trụ đợi mới trong cái thời gian sắp tới. Và ở đây thì nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta cũng lưu ý là trong đối với các cái việc mà giải ngân của các cái doanh nghiệp hay là giải ngân các dự án thì ngân hàng vẫn là nơi then chốt nhất để chuyển tiền tới cho các nhà đầu tư, cho các doanh nghiệp hay các dự án. Ở đây nhóm ngành ngân hàng thì có một cái bảng tổng hợp gần như là sắc tím ngày hôm nay đã len lỏi vào đối với nhóm ngành ngân hàng, đã len lỏi vào rất là nhiều, tập trung rất là nhiều và thanh khoản cũng rất là lớn, như STB Sài Gòn Thường Tín tăng 4,7 và có những cái thời điểm cao hơn rất là nhiều, hay là Techcombank có những thời điểm đã chạm gần 6%, rồi sau đó là cuối phiên khi mà cái lực bán tháo ở trên cái nhóm ngành midcap quá lớn cũng đã ít nhiều làm cho nhà đầu tư cầm giữ nhóm ngành ngân hàng trong một thời gian khá là dài cũng cảm thấy hơi hoang mang nên cũng đã rụt rè trong cái việc là nắm giữ và trở ra phải bán chốt bờ để tránh một cái sự phân phối mạnh mẽ tiếp tục của thị trường. Đấy là những cái sự nghi ngại thôi. Cái lực mua thì cũng đã giảm hẳn vào cái phiên ATC hay là đến phiên cuối chiều khi mà các cái dòng tiền khác ở trên min kép có cái lực bán khá là lớn, hay là cái sự ảnh hưởng của 64 mã sàn. Đấy là một trong những cái vấn đề mà đối với thị trường của ngày hôm nay.
đối với cái nhóm ngành ngân hàng, có lẽ là cái thông tin mà các nhiều anh chị ngày hôm nay hay là tối hôm qua bắt đầu chúng ta đã để ý đấy là một cái status của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Có lẽ ngày hôm nay có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư, đặc biệt là cổ đông ngân hàng, thầm nhắc tới Hoa hậu Mai Phương Thúy. Không biết là Mai Phương Thúy ngày hôm nay có bị hắt xì nhiều hay không, nhưng mà ngày hôm sau một cái thông tin, một cái bài đăng không có đưa ra một cái khuyến nghị, nhưng mà đưa ra một cái lời khen có cánh đối với cái cổ phiếu Techcombank, thì chúng ta thấy ngày hôm nay Techcombank cũng đã có một cái sự bứt phá lên rất là mạnh ngay sau phiên ATO, đã tăng 1-2%. Nếu các chị để ý đối với cái cổ phiếu này, dòng tiền chất ngay ở bên nhóm ngành ngân hàng, và có thể nói là cái khi mà dòng ngân hàng thức giấc dậy, như mà con khủng long thức giấc dậy, thì các cái nhóm ngành bất động sản vào phiên sáng này khi đang hừng hực khí thế, thừa thế thắng lên trong cái giai đoạn vừa qua, thì cũng đã bắt đầu có những sự e ngại khi dòng tiền lớn chuyển sang đối với nhóm vốn hóa cao. Ngay lập tức thì chúng ta đã thấy là dòng tiền bán đối với cái nhóm ngành bất động sản, hay là cái thông tin về cái việc nới rung khối ngoại. Các chị biết là bây giờ hầu hết các cái doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là các nhóm ngành blue chip, khi mà đã bị phun cái rung ngoại, thì các chị biết là để bây giờ khối ngoại có thể tăng được vốn thì nữa, thì chỉ có duy nhất một cái vấn đề, đó là chính là cái việc mà nâng tỷ lệ vốn góp, tăng vốn điều lệ. Bởi vì cái việc mà tỷ lệ khối ngoại thì hiện nay được quy định theo phần trăm, cho vậy nên là khi mà nó đã phun đi 5% hay 10% hay 30% phun mất rồi, thì rõ ràng bây giờ để mà có thể khối ngoại bơm được tiền thì bắt buộc là phải tăng vốn. Thì khi tăng vốn thì nó bắt đầu tính cơ sở trên phần trăm thì sẽ bị hở rung khối ngoại. Thì đấy là một trong những cái vấn đề mà hiện nay chúng ta thấy là các cái chuyên gia ngân hàng cũng đang đề xuất. Khi việc nhóm ngành ngân hàng đã hoàn thành được cái chuẩn B2 thì bây giờ đang nâng lên cái chuẩn của B3. Thì khi mà nâng lên ở đây thì vốn cổ đông khối ngoại có thể được tăng lên cao hơn như 30%. Thì khi mà dòng tiền khối ngoại được hấp thụ hay được chuyển động vào cái thị trường của chúng ta thì rõ ràng đấy là một trong những cái điều kiện hết sức là thuận lợi. Chuyển động lại đối với cái cổ phiếu riêng như Techcombank, thì chiều hôm nay thì Thái Lê cũng đã có một cái tổng hợp ngắn lại đối với cái cổ phiếu Techcombank để cho chúng ta có được thêm những cái góc nhìn. Thứ nhất đấy là Techcombank trong cái thời gian vừa rồi, chúng ta thấy lợi nhuận quý 3 đạt 4.432 tỷ, tăng 39% so với cùng kỳ. Và cái điều này đã đóng góp vào cái lợi nhuận lũy kế của 9 tháng đầu năm 13,7 ngàn tỷ. Như vậy là đã hoàn thành được 86,4%. Như vậy là cái việc mà hoàn thành cái kế hoạch năm 2021 của Techcombank thì nó không còn quá là khó khăn nữa. Và gần như cái quý khó khăn nhất là nằm ở cái quý 3 thì Techcombank vẫn tăng 39%. Đấy là một trong những cái sự tăng trưởng mà trong 3 năm vừa qua, nếu các chị để ý từ cái việc mà tăng trưởng lợi nhuận cho đến cái việc mà tăng trưởng vốn hóa của Techcombank cũng rất là lớn. Và cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu đến chốt đến 30 tháng 9 của Techcombank đấy là 184-185%. Có thể nói là cái giai đoạn hiện nay thì ngân hàng thì chúng ta nghĩ là căng thẳng nhất là gì ạ? Đó là chính là nợ xấu. Đó chính là nợ xấu, và nợ xấu vẫn là một cái vấn đề mà len lỏi, và gần như hầu hết các ngân hàng trong cái thời gian vừa qua nợ xấu đều bị tăng lên. Tỷ lệ nợ xấu đều bị tăng lên. Và ở đây xét về đối với tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì Techcombank thì Thái Lê tổng hợp lại từ cái kết quả báo cáo tài chính quý 3 của Tech thì so với đầu năm thì là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 171, thì đến thời điểm này tăng lên được 185%. Càng tăng lên cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu này thì nghĩa là cái chất lượng tài sản của Techcombank nó sẽ càng tăng. Đấy là một trong những cái nội dung cũng đang đưa lại cho cổ đông của Techcombank có thể có cái kỳ vọng, hay là cái việc mà tiền gửi không kỳ hạn CASA mặc dù là giảm so với đầu năm từ 44 đến chỉ còn 38%, nhưng mà với cái mức 38% thì hiện nay cái tỷ lệ CASA này vẫn đang là đứng đầu của các cái top nhóm ngành ngân hàng, đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng thương mại các chị nhá. Hay như là đối với Techcombank hiện nay là cái việc mà đầu tư vào và phát triển về công nghệ cũng rất là lớn. Các chị nên chủ động về cái vấn đề này, chúng ta có thể trải nghiệm qua các cái ứng dụng, cái app sử dụng mà các chị có thể chuyển tiền đó. Thì hiện nay cái việc mà sử dụng công nghệ có lẽ là một cái điểm nhấn mà nhóm ngành ngân hàng quan tâm, bởi vì hiện nay sau này thì cái việc
Đâu đó Thái nhớ một cái thời điểm cách đây khoảng một tháng thì đang được đánh giá ngân hàng trong một cái thời gian sắp tới có thể không còn được là có cái tỷ lệ nhân viên cao như bây giờ, gần như chuyển đổi qua AI, ngay cả cái việc mà đòi nợ của các chị bây giờ cũng phải là đòi nợ qua AI đó, chứ không phải là một nhân viên gọi điện cứ cứ spam liên tục nữa, mà tất cả là đều AI gọi báo liên tục cho đến khi nào anh chị trả nợ thì thôi. Đó, nó có những cái rất là hay khi mà áp dụng vào công nghệ, thì đấy là những cái điều rất là thuận lợi. Và xét đối với nhóm ngành ngân hàng thì đấy là những cái ngân hàng như Techcombank rất là tích cực, hay là những cái ngân hàng như liên liên ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt. Chúng ta biết là ngày hôm nay thì Liên Việt Bank thì cũng tiếp tục tăng trần trong một cái thông tin, đó là thoái holding của Bầu Thụy, tiếp tục là thoái vốn, thoái 22,3 triệu cổ. Mặc dù là những cái thông tin đưa ra như vậy, nhưng mà chúng ta thấy trong một cái sức nóng của nhóm ngành ngân hàng thì cũng không có gì có thể cản được. Cho vậy nên là như Liên Việt Bank thì hôm nay vẫn tăng tím. Ngoài ra thì các cái ngân hàng khác vẫn có sự đồng thuận. Đấy là những cái mà rất là thuận lợi mà chúc mừng cho các anh chị cổ đông của nhóm ngành ngân hàng. Và có lẽ một cái đáng buồn nhất và đau lòng nhất ở các cái anh chị cổ đông của nhóm ngành bất động sản thì ngày hôm nay thì ở đây là nhà đầu tư 1970 đúng không ạ? Thì trong cái thời gian vừa qua có thể nói là nhóm cổ phiếu của anh Tuấn A7 là một cái nhóm cổ phiếu L14 hay là DG là hai cái cổ phiếu mà siêu lợi nhuận trong một thời gian ngắn vừa qua. Một cổ phiếu siêu lợi nhuận trong thời gian vừa qua, và đến thời điểm hiện nay thì L14 như sáng hôm nay tăng tần lên trên 262.000 trên một cổ phiếu. Một cổ phiếu siêu vô cùng lớn, và có lẽ nếu các chị mua đúng đỉnh của sáng hôm nay thì trong một phiên các chị đã mất ngay 20%, bởi vì cuối phiên của chúng ta thấy là L14 đã trở về sàn. Đây là cổ phiếu giao dịch ở trên sàn HN Index, nên là cái việc mà tăng trần và giảm trần nó nằm ở cái biên 10%, do vậy nên là khá là thiệt hại. Nên các chị mà đầu tư với cái cổ phiếu mà khi đã tăng trần quá lớn thì trong cái thời gian vừa qua thì bản tin cuối ngày thì Thái Lê cũng có đánh giá về cái sự rủi ro, và chúng ta nên tìm những cái nhóm cổ phiếu đang tạo được cái nền hỗ trợ thì tốt thì an toàn hơn. Hay những cái cổ phiếu DG ngày hôm nay khi tăng trần 7% rồi sau đó cuối phiên đã có một cái phiên tạo sàn, cũng là một cái khá là thiệt hại cho các anh chị cổ đông nếu mà chúng ta đua phải FOMO. Đua phải FOMO, đây là một cái vấn đề mà trong cái bản tin ngày hôm qua Thái Lê có nhắc tới. Khi mà thị trường đang tăng khá là nóng và khi có một cái cây nến phân phối của cái phiên ngày thứ hai. Tuy nhiên cái thời điểm mà như những cái cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể để ý là khi về các cái nền hỗ trợ ở dưới đây, các cái vùng hỗ trợ như DG là nằm ở 47.8, hay là đối với L14 có thể là quanh vùng 200, hoặc là tích cực nhất là vùng 180 thì có thể nó lại tạo ra được những cái cầu ngắn hạn hơn. Như ở đây thì trong một cái thông tin không được kiểm chứng, một cái thông tin không được kiểm chứng, đấy là anh Tuấn A7 cũng đã phải có những cái thông báo khẩn vào thời điểm 2 giờ kém 20 chiều hôm nay. Đó, thông báo khẩn khi mà cái việc các nhà cái và môi giới đang kẹp banh rất là nặng và muốn muốn lùa vào banh thì khiến cho cái nhóm cổ phiếu bất động sản đã bị chốt ngắn hạn để đẩy vào banh. Thì đấy là một số cái thông tin các chị có thể tham khảo, và đây là một thông tin không hoàn toàn, không có cái sự kiểm chứng các chị nha. Thì các chị để cho chúng ta thấy được các cái góc nhìn của thị trường vào cái thời điểm hiện nay. Đó, và đây thì là một cái bảng tổng hợp của các cái nhóm cổ phiếu liên quan đến bất động sản ngày hôm nay cũng giảm rất là mạnh. Thì có le lói được Vincom Retail ngày hôm nay vẫn giữ được cái đà tăng 2,76, Vincom Retail hôm nay giữ được sắc xanh, còn lại thì gần như các cái cổ phiếu của chúng ta cũng sắc chìm trong sắc đỏ hoặc là nằm sàn, như cổ phiếu HQC, ông trùm của nhóm nhà ở xã hội, mặc dù là trong những phiên vừa qua đang có được 3 phiên thuận lợi về cái thông tin của giải ngân các cái nhóm của cái chính sách gói kinh tế hướng tới nhà nhà ở xã hội thì cũng hôm nay cũng phải nằm sàn, không có một cổ phiếu nào loại trừ đối với nhóm ngành bất động sản ngày hôm nay. Để cho các chị có được thêm cái góc nhìn và chúng ta có lẽ cũng bớt căng thẳng hơn, thì đối với nhóm ngành bất động sản thì Thái Lê có
một cái chạm đồ thị của cái nhóm ngành này. Thì ở đây chúng ta thấy là một cái đà giảm hôm nay có thể nói siêu cao, siêu dài, và nó đã phủ lấp đi rất là nhiều cái lợi nhuận trong 3 phiên hôm qua. Còn lại nên là các anh chị ngày hôm nay có thể mà chúng ta mua hàng T3 vừa về mà không kịp chốt sáng nay thì cũng có thể là lại còn bị thua lỗ. Đó, lại bị thua lỗ. Ở đây thì với cái đà giảm như thế này thì Thái Lê khẳng định là, không phải khẳng định mà Thái Lê nhận định trong cái phiên tiếp theo, khả năng cao là nhóm ngành bất động sản trong phiên ngày mai là nhóm ngành này tiếp tục sẽ có cái đà tăng. Tuy nhiên cái đà tăng này ngày mai nó đang ở quanh cái vùng 31.9, hỗ trợ tiếp theo ngắn hạn của nhóm ngành bất động sản nằm ở quanh cái vùng giá là 31.4, nghĩa là khoảng tầm 1,5%. 1,5% nghĩa là có thể các cổ phiếu giảm trung bình rơi vào khoảng tầm 4%, từ 3,5 đến 4% nữa thì may ra có thể có được một cái sức, có một cái cầu mua vào, có một cái cầu đón lại. Đó. Do vậy nên là các chị chúng ta lưu ý trong cái phiên ngày mai, nếu mà cái lực bán khá là mạnh từ đầu phiên thì các anh chị cũng không nên hoảng loạn đối với cái nhóm này, ngành này. Có thể là nó sẽ giảm khoảng tầm 3-4% và có thể có được cái sự hồi phục. Nhưng mà lưu ý là những cái cổ phiếu mà liên quan đến cái việc mà tăng quá là nóng rồi, tăng quá là nóng rồi, như Thái Lê có điểm qua như L14 và DG, thì có thể cái việc giảm nó sẽ còn sâu hơn. Ví dụ là mất đến 2-3 phiên để nó tạo ra được cái thế cân bằng, bởi vì cái lực mua vào FOMO của nhà đầu tư vừa rồi cũng khá là nóng. Rồi thì đấy là xét đối với trung bình ngành, xét đối với trung bình ngành của cái nhóm ngành bất động sản. Còn tiếp theo đây là một cái nhóm mà nhiều anh chị ngày hôm nay cũng đang có nhiều cái câu hỏi đặt cho Thái Lê. Khi mà cái thanh khoản thị trường đạt tới 52.000 tỷ thì nhóm ngành chứng khoán lại có một cái dấu hiệu hôm nay bị bán rất là lớn. Thì nhiều anh chị đang phân vân tại sao, bởi vì cái thanh khoản lớn thì sẽ giúp cho cái việc hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán là thuận lợi. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý là cái việc thị trường khi mà có những dấu hiệu rủi ro giảm điểm á, thì thực sự là ở nhóm ngành chứng khoán gần như sẽ chuyển động theo sát đối với thị trường, bởi vì nó sẽ đi kèm với là các cái hoạt động về tự doanh nó cũng đã ảnh hưởng khá là lớn tới doanh thu. Đấy có là những cái ảnh hưởng trong cái giai đoạn ngắn, tâm lý khiến ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Nhưng mà có thể nói là với những cái giai đoạn như hiện nay thì nhóm ngành chứng khoán thì Thái Lê thấy sau một giai đoạn mà tích lũy khá nền khá là dài thì nó lại sẽ khác đối với là các cái nhóm ngành như là bất động sản mà đã có những cái dấu hiệu tăng khá là nóng. Thì ở đây trong 2 tháng vừa rồi, từ tháng 9 cho đến nay, chúng ta thấy là cái việc mà nhóm ngành chứng khoán gần như mới chỉ hồi phục ở từ đầu tuần này mà thôi. Do vậy nên là các cái sự rung lắc của đối với nhóm ngành chứng khoán thì Thái Lê đánh giá nó chưa thực sự là cao. Và các cái sự rung lắc hiện nay vẫn có thể là những cái thời cơ để các anh chị có thể nhặt được thêm các cái cổ phiếu. Và cụ thể hơn thì Thái Lê một lát nữa Thái Lê sẽ chuyển động đi sang phân tích đối với VN Index các anh chị nhé. Một cái điểm mà chúng ta thấy là bất ngờ trong cái phiên ngày hôm nay lại chính xuất phát từ là giao dịch khối ngoại. Khối ngoại hôm nay lại quay lại mua ròng sau 2 phiên bán mạnh mẽ đầu tuần. Bán mạnh mẽ đầu tuần thì hôm nay lại quay lại mua ròng, mua 282 tỷ và ở đây chúng ta thấy là tập trung vào cái nhóm Hòa Phát thép. Đó, hôm nay mua vào 266 tỷ. Và tuy nhiên thì đó không phải là luôn luôn là mua tập trung vào đối với nhóm ngành thép, mà Hoa Sen thì lại bán 83 tỷ. Gách mua vào cũng 85 tỷ. Ngày hôm nay gần như là cái lực mua vào đối với khối ngoại cũng đang có được những cái dấu hiệu rất là tích cực. Và ở đây chúng ta thấy là một số cổ phiếu bị bán mạnh như Kinh Bắc ngày hôm nay lại đang được mua vào. Đấy là những cái sự cũng khá là thuận lợi. Hay Novaland. Novaland ngày hôm qua thì ông này bán vô cùng là mạnh, hơn 550 tỷ thì hôm nay là ông này mua vào. Các chị để ý là ngày hôm qua mà ông này bán vào, ngày hôm nay mua vào, ông này đã được ăn ngay là đến khoảng tầm, hôm nay Novaland là chúng ta giảm bao nhiêu nhỉ, khoảng hơn 4% đúng không ạ, là cũng đã được 4-5% rồi đó, chỉ còn trong khoảng 2 phiên. Đấy là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng có thể để ý đó. Tuy nhiên thì như Thái Lê cũng đánh giá là hiện nay với cái dòng tiền của khối ngoại giao dịch
thì nó cũng không phải là quá ảnh hưởng lớn tới thị trường như cái thời ngày trước nữa. Nó chiếm đâu đó khoảng tầm 10%. 10%. Rồi quay trở lại đối với nhận định của VN Index, thì ngày hôm nay tiếp tục là VN Index của chúng ta có một cái thanh khoản vô cùng là lớn, và lớn tiếp tục lớn hơn lịch sử rồi. Hôm nay là cao nhất rồi, cao nhất từ cái thời kỳ chứng khoán mở cửa, và tạo ra một cái nến đỏ thứ hai. Các anh chị còn nhớ là phiên thứ hai Thái Lê đã cũng cẩn trọng nhắc các anh chị khi mà cái thanh khoản tăng đi kèm nến đỏ, thì đây là một trong những cái dấu hiệu của sự phân phối, của sự phân phối. Cho vậy các cổ phiếu tăng nóng chúng ta hết sức là để ý. Nên cái thời điểm hiện nay các cái cổ tiếp tục lại một xác nhận một cái viên phân phối nữa. Có thể ngày mai thị trường của chúng ta còn có được một cái sự bật lên, nhưng mà Thái Lê đánh giá với cái đoạn này thì sau cái sự bật lên thì rất là dễ tạo ra một sự điều chỉnh. Các chị có nhớ là trong cái bản tin ngày hôm qua chúng ta cũng đánh giá là nếu mà thị trường ngày mai tiếp tục tạo gáp hoặc là tăng lên mạnh thì sau đó đến phiên chiều sẽ có một cái đà giảm điểm. Tuy nhiên thì cái này nó xảy ra ngay luôn phiên sáng. Tuy nhiên ngược lại, nếu mà sáng hôm nay nó có cái sự điều chỉnh thì có lẽ ngắn hạn của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Và thời điểm hiện nay đóng cửa ở nằm ở dưới cái vùng 144, thì Thái Lê đánh giá nếu ngày mai mà tiếp tục mất đi cái vùng giá, đặc biệt là sau 10 giờ nhé, mất đi cái vùng giá 1440 của VN Index, mất chỉ gần 4 điểm thôi các chị, chỉ mất 4 điểm thôi, thì VN Index của chúng ta rất là dễ để chuyển động về cái vùng 1410 cho đến 1420, 1410 đến 1420 trong ngắn hạn. Nhưng các chị lưu ý, Thái Lê vẫn đánh giá đối với VN Index của chúng ta hiện nay vẫn đang rơi vào một cái sóng của một cái chu kỳ của trung hạn. Từ giờ cho đến Tết của các chị vẫn có thể đạt được những cái ngưỡng ở quanh 1550. Đấy là một cái kỳ vọng cho trung hạn. Do vậy nên là trong những giai đoạn điều chỉnh, thay vì là chúng ta có những cái sự hoảng loạn nhất định, thì chúng ta nên cân đối lại cái danh mục, xem xét cụ thể lại từng cái cổ phiếu nào đã tăng nóng rồi, thì bây giờ là nó đang cần, đang cách cái ngưỡng hỗ trợ để tạo ra sự cân bằng bao xa nữa, hay là những cái cổ phiếu nó mới tăng thì bây giờ nó vẫn sẽ đang còn có được những cơ hội trong tiếp tục mà thị trường ngắn hạn, hay là như đối với các cái nhóm ngành tích lũy tích cực vừa qua như banh hay chứng khoán, thì Thái Lê đánh giá là cái sự điều chỉnh nếu mà giảm của thị trường thì nhóm ngành này nó lại không có quá nhiều cái sự rủi ro đó. Sự rủi ro lại tập trung vào những cái nhóm ngành lớn vào thời điểm hiện nay, và chính ngày hôm nay là cái nhóm ngành blue chip, dòng tiền lớn đổ vào, sức hút dòng tiền lớn đổ vào ở cái nhóm vốn hóa lớn đấy, một là một trong những cái vấn đề mà nó đóng góp cho cái suy nghĩ mà tích cực hơn cho chúng ta trong cái trung hạn các anh chị nha. Và cái hỗ trợ tiếp theo nó vẫn là nằm quanh vùng 1410 cho đến 1420, các cái vùng này cũng trung bình khoảng tầm 25 điểm các anh chị. Và có lẽ cái việc mà điều chỉnh sớm thì nó sẽ giúp cho thị trường của chúng ta sẽ bớt đi cái sự rủi ro hơn, bớt đi cái sự rủi ro hơn nữa. Rồi tiếp tục là đến cái mục số 5, thì như thường kỳ thì Thái Lê sẽ đánh giá một số cái cổ phiếu mà ngày hôm nay ITP đã khuyến nghị các chị mở mua. Bên ngày hôm nay thì cũng đã khuyến nghị các chị mở bán khá là nhiều. Và ngoài những cái cổ phiếu đã khuyến nghị các chị mở mua trong cái thời gian vừa qua đang nắm được tốt, thì các cái cổ phiếu mở mua ngày hôm nay đó là đối với nhóm ngành ngân hàng, thì ngày hôm nay khuyến nghị các chị mở mua đối với SHB. SHB thì chúng ta cũng lưu ý là đến cái thời điểm mà Thái Lê cũng để một lát nữa Thái Lê sẽ phải xem lại cẩn thận hơn, thì SHB sắp tới chúng ta là sẽ có chia cổ tức, chia cổ tức hình như đầu tuần tới các chị, hình như đầu tuần tới là chia cổ tức hay là cuối tuần này nhỉ, hình như là ngày mùng 5 tháng 11, cuối tuần này đúng rồi đó. Thì nó sẽ có chia cổ tức, thì các chị lưu ý đối với cái cổ phiếu này, bởi vì khi chia thì có thể các chị bị kẹt cái tiền vốn ở trên đấy, nhưng mà cũng đồng thời sau khi chia cổ tức thì nó cũng sẽ tạo ra được những cái đà tăng trưởng khá là lớn, và đặc biệt là hiện nay SHB thì nó cũng đang vào sóng. Cái khuyến nghị của ITP ngày hôm nay thì mua từ đầu giờ chiều mua SHB, sau khi mà xem xét đối với các cái nhóm ngành thì đối với SHB thì chúng ta cũng đang có những cái nền hỗ trợ rất là tốt ở quanh những vùng giá 28.4, 28.5 này, đây là vùng khá là tốt, và cái thời điểm khiến chiều nay mua cũng mua quanh 28.6, thì các chị hoàn toàn có thể tham gia được đối với cổ phiếu này. Chỉ có duy nhất một lưu ý, các chị mua cái thời điểm hiện nay, mua cái thời điểm hiện nay thì chúng ta sẽ cân nhắc là nếu các chị không muốn nắm giữ những cái cổ phiếu bị chia ấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi sau cái việc phân chia cổ tức rồi hãy mua.
Còn lại nếu mà chúng ta không đáng ngại về cái việc đấy thì hoàn toàn chúng ta có thể mua được ngay thời điểm hiện nay. Rồi tiếp theo, một cái cổ phiếu mà ngày hôm nay khuyến nghị các chị mở mua nữa, đó là cái cổ phiếu của nhóm ngành DRC. Đây là nhóm ngành cao su. Nhưng mà cái này là cao su này, các chị lưu ý là cao su thành phẩm á. Đây là đơn vị sản xuất xăm lốp chứ không phải là đơn vị sản xuất cao su. Do vậy nên giá cao su mà tăng quá thì là cái ông này lại cái giá vốn đầu vào ông này bị tăng. Nên thỉnh thoảng có một số anh chị cũng đặt câu hỏi khi mà cái giá cao su tăng cao quá, mà tăng cao mà những cái nhóm ngành sản xuất thì lại sản xuất cao su, những nhóm thuộc nhóm ngành cao su lại không tăng. Đó là nguyên nhân như vậy. Thì ở đây thì DRC ngày hôm nay ITV có khuyến nghị các chị mở mua từ cuối sáng với cái vùng giá 33.5, mặc dù đến mid chiều này thì nó cũng giảm mất hơn 1%, nhưng mà hiện nay về mặt kỹ thuật thì đây vẫn đang là một cái nền hỗ trợ khá là tốt để các chị có thể mua được đối với cổ phiếu DRC này. Một cái cổ phiếu hôm nay cũng khuyến nghị các chị mở mua nữa, đấy là DDV. Các chị cũng có thể tham khảo mở mua ở từ cái vùng giá 29.5, và đến chiều nay hôm nay thì cái sụt giảm của nó cũng về ở cái vùng 29.3. thì quanh cái vùng này thì Thái Lê vẫn đang đánh giá đây một cái cổ phiếu các chị hoàn toàn có thể mua và lướt sóng được, hoàn toàn mua lướt sóng được các chị nhé. Đó, thì trên đây là toàn bộ cái bản tin ngày hôm 3 tháng 11 ngày hôm nay. Ngoài ra nữa thì các chị nếu có thêm các cái băn khoăn, các cái câu hỏi, và đặc biệt là trong một cái phiên giao dịch ngày hôm nay khá là căng thẳng, thì các chị hãy liên hệ với Thái Lê theo các cái câu hỏi là theo cái số điện thoại này, có thể các chị hãy chat Zalo thì Thái Lê sẽ trả lời. Bởi vì hôm nay thì Thái Lê cũng thấy khá là nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm tới cái nội dung của thị trường đó. Rồi, rất là cảm ơn các chị và chúc các chị có một cái khoản đầu tư thành công trong thời gian sắp tới, và xin chào và hẹn gặp lại.